Dạ, chiều hôm nay thì Jim đã có mặt tại khu vực ở bãi Thủy Tiên quý vị, tại khu vực ở thành phố Vũng Tàu quý vị. Chiều ngày 24 tháng 12 thì hôm nay là thời tiết cũng còn đẹp quý vị. Dự báo là ngày mai là cái cơn bão số 16 nó sẽ đi dọc các tỉnh Nam Bộ. Ngày mai là bão số 16 quý vị, ảnh hưởng tới các tỉnh Nam Bộ. Hôm nay thì Jim sẽ còn đi ở khu vực ở bãi Thủy Tiên, đi dạo tại khu vực bãi Thủy Tiên quý vị. Trời còn rất là đẹp và gió nhẹ, không có, nói chung là thời tiết cũng rất là bình thường, không có biến động. Dạ, chiều hôm nay thì du khách và dân địa phương vẫn còn tắm biển quý vị. Ở đây Jim đang đi dạo bãi biển khu vực bãi Thủy Tiên. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi dạo tại khu vực bãi Thủy Tiên ở Vũng Tàu trong buổi chiều ngày hôm nay 24 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.